Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng qua, ngày 23 tháng 7, cảng Đà Nẵng đã chuyển một container gồm 20 tấn gạo vào các tỉnh phía Nam. Đây là chuyến hàng đầu tiên mà cán bộ công nhân viên trong công ty đóng góp để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Trước mắt, cảng Đà Nẵng hỗ trợ 20 tấn gạo cho đồng bào bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và cảng Đà Nẵng đang tiếp tục vận động và vận chuyển miễn phí đối với toàn bộ hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực thực phẩm cho các tổ chức cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, hàng hóa tập kết tại cảng Tiên Sa thuộc cảng Đà Nẵng, địa chỉ số 1 Yết Kiêu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để đóng vào container và vận chuyển vào cảng Tân Thuận thuộc cảng Sài Gòn. Từ đây, hệ thống logistics của cảng sẽ đảm nhận phân phối đến các địa phương bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, thì hôm nay cán bộ của nhân viên Đà Nẵng nguyên góp hơn 20 tấn gạo để gửi vào cho bà con miền Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tấm lòng nhỏ của cán bộ nhân viên Đà Nẵng gửi đến bà con trong những khó khăn này. Và sắp đến, cảng Đà Nẵng sẽ thực hiện chương trình cầu nối để vận chuyển miễn phí cho hàng hóa tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận vào thành phố Hồ Chí Minh cho các đơn vị, tổ chức, người dân có nhu cầu ủng hộ cho bà con thành phố Hồ Chí Minh bằng đường thủy tại cảng Đà Nẵng. Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đã và đang bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Nam ruột thịt. Những container hàng hóa đầy ắp nghĩa tình đã, đang và sẽ tiếp tục di chuyển, sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn để bà con các tỉnh miền Nam chiến thắng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19.